Shippo Sưu Tầm xin chào cả nhà nha. Như nhu cầu hổng ra anh em hỏi em về quẹt xúc sắc ha. Vân Kim thì anh em về một cặp ha. Đây, cùng một hãng CCC của Nhật Bản thập niên 60 sản xuất ha. Hai con, một con mạ vàng, một con mạ crom ha. Con mạ vàng rất là đẹp ha. Anh em xem tất cả các góc cạnh đều đẹp ha. Con này thì mình thay đá đây, mình chăm ga đây nha anh em. Con ốc này ốc mở mái ha. Đây tăng chỉnh ga đây nha. Siêu nhỏ siêu gọn luôn ha. Thích hợp cho anh em sưu tầm. Con này thì em xin phép giao lưu là 1500 nha. 1500 con mạ vàng. Và con mạ crom. Mạ crom vân kim cương luôn. Con này thì em cũng đã lên clip trước rồi. Trung hãng luôn ha. Mạ crom. Đây, tăng chỉnh da, hoạt động hoàn hảo ha. Dòng này thì tất cả những dòng em giao lưu với anh em, em bảo hành 6 tháng cho tới 1 năm ha. Phần gon ga ha. Con này còn độ mới rất là cao ha. Cái phần này phần ố thôi nha anh em, mình chùi sẽ hết ha. Con này thì em giao lưu với anh em là 1300 thôi. 1300 thôi. Rồi, hai con xúc sắc, anh em thích màu gì thì liên hệ em. Cảm ơn em rất nhiều.